Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các mẹ một số món mà bọn trẻ con trong nhà sẽ rất là thích, như là tôm áp chảo này, cá viên chiên, mì ý xúc xích với thịt hun khói nhé. Bạn nên chọn cái loại tôm mà còn rất là tươi, nếu mà tôm đang bơi thì càng tốt nhé. Sau khi rửa sạch thì mình lột bỏ cái phần vỏ, lột bỏ cái sống lưng của tôm để cho nó thật là sạch sẽ. Sau đấy thì mình ướp gia vị và để sẵn nha. Rau cải bó xôi bạn có thể dễ dàng mua được ở bất kỳ siêu thị nào đấy. Sau khi rửa sạch, ngắt đoạn ra thì mình lựa lấy một ít lá, nhớ là lựa những cái đoạn có nhiều lá xanh nhé, để chúng ta sẽ đánh chung với xay chung với dầu ô liu để đánh cái sốt ăn tôm và cá. Bạn cứ từ từ xay cho đến khi nào mà lá cải bó xôi nó thật là mát, mềm ra, quyện vào cái loại dầu ô liu. Thường thì để có được cái loại sốt màu xanh như thế này thì mình cũng hay đánh với lá parsley, mà bạn cũng có thể tìm mua được lá parsley tươi ở siêu thị Đông Nam, nhưng mà cũng không phải bạn nào có thể dễ dàng tìm được lá parsley tươi, nên là nếu mà bạn cứ chỉ cần ghé bất kỳ siêu thị nào và mua cải bó xôi thôi thì chúng mình cũng đã có thể dễ dàng có được nguyên liệu để hoàn thành món sốt này. Lá cải bó xôi tươi cho màu xanh rất là bắt mắt và vị của nó rất là thơm. Vị rất thơm nha các bạn. Phần sốt cải bó xôi này thì mình sẽ đánh chung với lại một ít mật ong và một chút xíu muối. Nhưng mà mật ong sẽ là cái gia vị mà được cho vào cuối cùng. Sau khi đã xay nát được lá cải bó xôi ra thì chúng ta thêm vào một chút muối, một chút xíu thôi nhé. Sau đó thì chúng ta thêm mật ong vào ở công đoạn này và dùng một cái miếng vải rất là mỏng để chúng ta lọc vắt cái phần sốt này cho nó thật là mịn. Vắt đi vắt lại thật nhiều lần để cho sốt thật mịn nha. Cái phần cải bó xôi còn lại thì cho vào xào với lại tỏi và chua đi để tạo thêm món ăn màu xanh cho bữa chính. Bạn chỉ cần đảo thật nhanh tay thôi. Lá cải bó xôi rất là mềm, vị ngọt, nhưng là chúng mình không không cần phải xào lâu đâu, nó sẽ bị nhũn hết cái phần rau ra thì rất là phí và nó bị mất vitamin nữa nha. Bạn xào tới khi nào mà cảm thấy màu của lá cải vẫn còn xanh, vị mềm như thế này là ổn. Bạn đặt nóng chảo lên bếp rồi cho một chút dầu ô liu lên chảo. Sau đấy thì mình sẽ rải đều tôm lên để áp chảo. Bạn nhớ nêm gia vị gồm có muối và tiêu cho món tôm nhé. Tất cả các loại tôm, thịt, cá đều cần nêm gia vị muối và tiêu khi chế biến nha. Món tôm sẽ chín rất là nhanh nên là chúng mình cũng cần phải nhanh tay đấy. Đây là món tôm đã chín thành phẩm rồi này. Và chúng mình có thể đặt nó lên trên đĩa cải bó xôi đã xào. Có rất là nhiều cách để tạo nên món sốt cà hoàn toàn không có chất bảo quản mà bạn không cần phải mua ở ngoài siêu thị đâu. Bạn có thể mua trái cà chua tươi về nhà rửa sạch, luộc lên, lột vỏ rồi cho vào máy xay đánh nhuyễn rồi nhé. Sau khi nêm gia vị đầy đủ thì bạn đun sôi đến khi nào mà sốt cà nhừ hẳn ra thì món sốt cà này mới hoàn thành nha. Ngày nay thì hầu hết tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều quá bận rộn với công việc ở ngoài công sở và ở ngoài đường, cho nên thực sự thì sẽ rất khó bỏ cái thói quen là quẹo ngay vào một cái siêu thị gần đấy và mua những thứ thực phẩm có chứa chất bảo quản. Nhưng mà thực sự thì rất là nên bỏ cái thói quen này đi bạn ạ. Tất cả những thực phẩm tươi được chế biến không hóa chất sẽ mang lại cái dưỡng chất tốt nhất cho những người thân yêu trong gia đình bạn. Riêng cái phần xúc xích với lại thịt xông khói này thì đã được mình xào với bơ và hành tây. Mình xào riêng cái phần xúc xích với thịt xông khói này rồi. Xào với hành tây. Đến khi chín cả thịt cả hành thì mình mới bỏ chung nó vào cái sốt cà để đun rất nhanh lên cùng với nhau. Vì sao lại phải xào riêng như thế? Là bởi vì như thế thì thịt và thịt xông khói và xúc xích mới ngấm được
các cái gia vị gồm có bơ, muối và tiêu, nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà mình bỏ nó vào sốt cà ngay từ đầu thì nó sẽ bị lẫn các cái gia vị vào với nhau nha bạn nha. Bây giờ chúng mình chỉ việc đảo sơ cái thịt xông khói với lại xúc xích, hành tây đã chín vào để cho nó quyện vào với sốt cà. Thì sau đó thì mình sẽ bỏ phần mì ý vào chung vào với cái món mì xào này nữa thôi. Nói thêm về món mì ý thì lại phải có một công đoạn sơ chế nữa bạn ạ. Để có được cái sợi mì ý như thế này thì bạn cần phải đặt một nồi nước sôi, một nồi nước lớn vào nha. Đun sôi hẳn nước lên. Bạn nhớ bỏ vào một chút muối này và một chút dầu ăn để sợi mì nó sẽ không bị dính vào nhau. Sau đó thì bạn bỏ sợi mì khô vào để luộc. Mình sẽ luộc chừng khoảng 7 đến 8 phút thì mì sẽ chín. Và khi mì chín thì bạn dùng đũa bạn khuấy đều lên, khuấy theo một vòng tròn một chiều thôi nhé, đừng khuấy ngược lại, sẽ làm cho sợi mì có thể dính vào nhau. Mì chín rồi thì bạn lại phải vớt mì ra, rồi dùng nước lạnh để xả lại để cho sợi mì nó không dính vào nhau. Sau khi sơ chế như vậy thì bạn mới có thể bỏ sợi mì này vào cái món mì. Nhớ nêm đầy đủ gia vị muối tiêu nha. Đảo đều trên bếp chỉ vài phút thôi là mì sẽ chín đều và quyện với lại sốt cà chua tươi và các thành phần khác của dĩa mì. Và đây là dĩa mì ý, xúc xích, thịt hun khói, sốt cà chua tươi đã hoàn thành rồi. Thực sự thì tất cả các thực khách trẻ tuổi trong gia đình chúng ta sẽ vô cùng yêu thích món này đó các mẹ ạ. Với tất cả những nguyên liệu cũng không hề khó tìm, nhưng lại có thể dễ dàng mang đến cho những người thân yêu của mình món ăn rất là healthy, hoàn toàn khỏe mạnh cho sức khỏe của người thân trong gia đình chúng ta. Vậy là cho đến phần này thì chúng ta đã hoàn thành được hai món rồi đấy, mì ý, xúc xích, thịt hun khói và món tôm tươi áp chảo ăn kèm với lại rau cải bó xôi xào. Với tất cả những nguyên liệu tươi ngon được chế biến ngay lập tức và thành phẩm có màu sắc bắt mắt, mùi vị hấp dẫn như thế này thì đảm bảo là những người thân yêu trong gia đình bạn sẽ có những cảm xúc tuyệt vời với bữa cơm gia đình. Còn đây là món cá thác lát viên chiên. Với món này thì bạn có thể xử lý nguyên liệu sơ chế theo cách là bạn ướp cá thác lát với một chút thì là bằm nhỏ, một chút muối, một chút tiêu, rồi viên nó lại và để trong môi trường lạnh nha. Để miếng cá viên được giòn ngon hơn thì bạn có thể bao bột chiên giòn lại rồi hãy chiên. Và chiên rất là nhanh thôi nhé. Đây, món cá thác lát viên chiên đã thành phẩm rồi đây và chúng mình bắt đầu ra đĩa để trình bày. Ở đây mình đang chọn cho món cá thác lát viên các loại rau ăn kèm như là rau thơm, thì là. Bạn cũng có thể thấy là ở góc bên trái này có một cọng dền cơm rất là nhỏ và một miếng chanh vàng. Cọng dền cơm nhỏ này mang lại cho món cá viên chiên một hương vị rất là đặc biệt đấy bạn ạ. Món cá viên chiên này khi ăn chung với lại sốt cải bó xôi và mật ong mà khi nãy chúng mình chế biến đấy thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Ngoài món sốt xanh với cải bó xôi và mật ong, bạn cũng có thể chấm thêm, điểm thêm một vài miếng tương ớt vào nữa để mang lại thêm vị thơm cay. Món sốt màu xanh này rất là phù hợp với cá viên chiên và tôm áp chảo và nói chung là các loại hải sản nhé. Bạn cũng có thể sử dụng sốt này cho những món hải sản khác như là cá hồi, mực và cũng có thể ăn kèm với lại tương ớt chung với các loại hải sản này nha. Vậy là các món của ngày hôm nay đều đã hoàn thành rồi. Tôm áp chảo, chả cá viên chiên và cả món mì ý sốt cà chua tươi với xúc xích và thịt xông khói nữa. Tất cả đều đã hoàn thành và đã sẵn sàng cho những bữa ăn gia đình rồi. Học cách để có thể đánh sốt, để có thể chơi đùa với màu sắc như thế này, tất nhiên là cũng không dễ. Thế nhưng mà sự thật là nó đã mang lại những hương vị vô cùng tươi mới cho bữa ăn gia đình. Và bằng chứng là
Before and after. Trên dĩa không còn bất kỳ một cái gì cả, đúng không ạ? Cho đến khi dọn bàn thì thứ chỉ còn lại là một chút rau thơm mà thôi. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings.